Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh reaction đấy bạn ơi. Ok, thì hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video reaction cho bạn xem rồi đây. À mà khoan, trước tiên mình phải cởi mắt kính này ra đã. Trời ơi, bị Cận còn đeo mắt kính đen nữa. Đó. Bây giờ mới đúng là Phong Cận đẹp trai nữa bạn. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, mình sẽ làm một video reaction về một cái gọi là MV mới của một người anh của mình, đó chính là anh Khởi Vinh các bạn ạ. Thì anh Khởi Vinh vừa mới hợp tác cùng với Hero Team bọn mình để làm ra một cái gọi là MV, gọi là Marvel, gọi là bạc tỷ tiền tỷ nha các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ reaction, nhưng mà reaction hôm nay là reaction teaser nha các bạn nha, chứ không phải là reaction nguyên cái MV nha. Còn bạn nào mà muốn mình reaction nguyên một cái MV luôn thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và cho nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa. Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau reaction teaser số 1 nào. Thì teaser số 1 này thì được đăng ở trên kênh của Sammy các bạn ơi, thì chúng ta sẽ cùng nhau reaction nha. Rồi, vô thôi. Thì đầu tiên vô thì các bạn có thể thấy rằng là đang để rằng là Hero Team và Khởi Vinh Entertainment, đó là sự kết hợp, sự hợp tác giữa hai bên này. Ok rồi, cùng nhau xem nhé. Ôi trời ơi, cái gì vậy trời, giật hết cả mình. Ôi các bạn ơi, vừa mới vô làm cái tùng cái. Ôi trời, heo giờ khách mình luôn bạn ơi, trời ơi. Thấy rồi, mấy ông có thể nào mà edit bình thường xíu đâu. Có bạn nào vừa vô đoạn này bị giật mình giống như mình không? Chứ mình vừa vô mình bị giật mình luôn anh em. Đau hết cái tim, hết cái hồn mà. Mấy người này edit gì đâu kỳ cục à. Chúc mày về rồi à. Vui. Ôi, mấy bạn à, mấy bạn có cảm thấy giống mình không? Khi mà vào trong cái teaser 1 này nè, mình cảm giác như cái MV sắp tới này sẽ là một MV kinh dị vậy các bạn ơi. Mấy bạn có nghĩ rằng đây là một MV kinh dị không? Mấy bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha. Ok, thì mình sẽ bật mí luôn. Thì MV này sẽ là một MV gọi là cũng có hơi gọi là hướng gọi là kinh dị xíu các bạn ạ. Đó, ok. Kinh dị ở chỗ nào? Kinh dị ở chỗ này nè các bạn. Cái chỗ mà đùng cái bà Sammy bà bị ngã xuống nè. Hả? Nhìn y hệt như là bị tai nạn hay gì các bạn. Trời ơi, nhìn ghê thật sự. Nhìn thấy thương quá. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử phân tích cái đoạn này cho các bạn xem thử nha, để coi coi có bạn nào gọi là nghĩ giống như mình không nha. Nếu như mà mình không phải là một cái người đóng trong cái MV này mà mình không biết cái kịch bản á, thì mình sẽ nghĩ như thế này nè. Không biết các bạn nào nghĩ giống mình không nha. Đó chính là đầu tiên nè, Sammy vừa vô teaser mình đã thấy được một cái cảnh là Sammy đã bị ngã vào trong một cái thanh sắt đó, đập đầu trong một cái thanh sắt đó, là biết là đang gặp tai nạn đó các bạn ơi. Bị gặp tai nạn, đập vô đầu vô trong thanh sắt nè, sau đó là Sammy ngất đi đó. Ngất đi có nghĩa là sao? Bây giờ ngất đi chỉ có hai cái thôi, một là xỉu, hai là chết luôn đó. Nói chung là mấy mình cá chắc mấy bạn sẽ cùng nghĩ như vậy đúng không đó. Thì sau đó mấy bạn thấy đây chính là một cái cảnh gọi là trời, gọi là buổi tối và có mây mù rồi mặt trăng được cái kiểu, chúng ta sẽ nghĩ đến một cái cảnh là buổi tối gọi là u ám, mấy bạn hiểu không đó. Sau đó là Chiron sẽ xuất hiện, sau đó là Sammy. Tại sao Sammy lại đứng ở đây? Tại sao Sammy lại đứng ở đây? Đoạn đầu rõ ràng chúng ta đã thấy rằng Sammy đã bị đập đầu vô trong một cái thanh sắt. Sau đó đoạn sau tự nhiên lại thấy Sammy đứng ở chỗ này. Vậy có thể đây chính là gì? Đây chính là hồn ma bạn ơi. Đây chính là hồn ma của Sammy đã quay trở về. Các bạn nào nghĩ giống mình không? Mình cá chắc có nhiều bạn nghĩ vậy lắm đúng không? Ok, thì sau đó thì Chiron thì không hề biết rằng là Sammy đã bị gọi là tai nạn đó. Và Chiron cứ nghĩ đây chính là người. Sau đó là từ cái người tên là gì? Tên là Trúc hả? Ồ, Sammy ở trong cái MV này đóng vai là Trúc mấy bạn ạ. Đó. Bùm. Rồi. Đấy. Có ai nghĩ giống mình không? Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng là Sammy gặp tai nạn, sau đó Sammy hiện hồn về để gọi là ám gọi là các thành viên của Hero Team. Chắc chắn có nhiều bạn nghĩ vậy đúng không? Nhưng mà các bạn hãy cùng nhau đón xem MV chiều nay xem như thế nào nha. Ok. Một tí nữa là có MV rồi đó, bạn nhớ xem để coi coi mấy bạn có đón đúng không nha. Ok rồi, chúng ta cùng nhau đến với teaser số 2 nào. Let's go. Ok, thì teaser số 2 thì được đăng ở trên kênh của anh Mr. Dịch các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua teaser, sau đó mình sẽ phân tích cho các bạn xem nha. Ok. Rồi.
Vô nào. Uầy, dịch hot boy thế. Phong đã xuất hiện. Ôi trời, sao Phong đẹp trai thế. Bước vù quỳ. Đó, mấy bạn thấy teaser số 2 coi nó cũng gọi là cuốn vải nồi các bạn ơi. Đây, ok, bây giờ mình sẽ ngồi phân tích cho thử vài đoạn cho các bạn nghe nha. Chúng ta có thể thấy rằng là anh Dịch đang bước ra từ một cái xe hơi các bạn ơi. Từ một cái xe hơi rất là đáng, rất là đắt tiền. Mình chắc chắn xe hơi này cũng ít nhất gọi là 4 tỷ các bạn ạ. À. Đó, Mr. Dịch gọi là một chàng trai gọi là bad boy các bạn ạ. Wow. Ôi. Nhìn ngầu quá nha. Và tiếp theo là một nhân vật thứ hai đã xuất hiện các bạn ạ. Đó chính là mèo Simmy đó. Thì mèo Simmy trong đây đóng vai là một cô bé ở dưới quê rất là gọi là đáng yêu đấy. Ok. Trời, cười thấy không? Được anh Dịch tặng hoa cái cười liền rồi. Bùm. Ui. Đoạn đầu à mấy bạn coi nè. Đoạn đầu thì mèo Simmy đang được tặng hoa. Mèo Simmy rất là vui. Mèo Simmy nở một nụ cười à, rất là tươi hiểu không. Sau đó tự nhiên đến đoạn sau. Đến đoạn sau lại là cái cảnh mèo Simmy tát. Trời ơi, cái này là tát ai ta? Có hai người dân. Một là tát anh Dịch, hai là tát Kyron đó. Nhưng mà mình, mấy bạn nghĩ rằng tát ai thì bạn đừng quên bình luận lại bên dưới nha. Mình đang nghĩ rằng là tát anh Dịch các bạn ơi. Các bạn nghĩ là tát ai? Mấy bạn hãy bình luận lại cho mình biết nha. Bùm. Ui, cảnh này là cảnh anh Dịch bị đấm mấy bạn ơi. Để tua mình tua lại coi. Đấm nè. Tua lại. Đấm nè. Đó, mình sẽ tua đi tua lại. Tua đi tua lại đoạn này để coi anh Dịch bị đấm mấy bạn ơi. Đó, và cảnh này là Phong xuất hiện đỡ anh Dịch các bạn ạ. À. Anh Dịch bị đấm ngã, sau đó Phong xuất hiện đỡ anh Dịch đó, thấy không? Phong lúc nào cũng thương Dịch hết. Bởi vậy mới nói tặng hoa cho Phong đi, không tặng, tặng hoa cho Simmy làm gì thấy chưa? Đấm nè. Đó, Phong nhào vô đỡ thấy không? Đó, mấy bạn coi xong cái đoạn này các bạn có nghĩ gì không? Thì bây giờ mình sẽ thử phân tích thử cho các bạn xem nha. Đó, ok. Bắt đầu đến gọi là thám tử rừng danh, Phong cần phân tích cho các bạn nghe nè. Đầu tiên, khi mà vào trong MV này, vào trong cái teaser này các bạn thấy anh Dịch bước ra từ cái xe hơi. Có nghĩa anh Dịch là một công tử nhà giàu, một bad boy chính hiệu. Đó, nhìn cái tóc là thấy bad boy rồi. Sau đó là anh Dịch vô đây tặng hoa cho mèo Simmy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh Dịch đang tỏ tình với mèo Simmy các bạn ơi. Nhưng mà cái này là tỏ tình ở trong phim thôi nha các bạn nha. Cái này chỉ là MV thôi, tỏ tình ở trong MV thôi, chứ không phải ở ngoài đời thật là chỉ là anh em bình thường nha các bạn nha. Mấy bạn có nhiều bạn có comment gọi là tội nghiệp anh Kyron quá. Tội nghiệp anh Kyron quá, anh Kyron gọi là người ta à, chị Simmy gọi là phản bội Kyron cái kiểu. Nhưng mà không phải nha các bạn nha. Cái này chỉ là đang đóng MV thôi. Ba là mấy ghê quá à. Ok, thì vô nè, thấy là mèo Simmy đã được anh Dịch tặng hoa đó. Là có nghĩa là hai người đã thích nhau rồi đó. Xong đoạn cuối, chúng ta thấy được là mèo Simmy đang tán một ai đó. Thì hồi nãy mình đã nói rồi, có thể là tán anh Dịch. Có nghĩa là trong MV này có thể Dịch đã phản bội Simmy. Dịch đã phản bội Simmy. Đó, bị quýnh. Và chàng trai này là ai? Chàng trai này là ai? Mấy bạn hãy xem. Cái chàng trai mà hồi nãy gọi là đấm anh Dịch là ai? Đây, chàng trai này là ai? Cái chàng trai đang mặc áo bảo vệ này là ai mà tại sao là quýnh anh Dịch? Thì theo như nếu như mấy bạn gọi là người xem á, thì mấy bạn sẽ nghĩ rằng là đây sẽ là một chàng trai thích Simmy, sau đó là quýnh anh Dịch để bảo vệ Simmy, đúng không? Mấy bạn hãy thử xem MV để mấy bạn sẽ biết. Còn bây giờ mình cũng không biết phải nói gì cho mấy bạn hiểu nữa. Ok, đó, đấm nè. Đấy. Ok, và tại sao anh ta hồi nãy mới đấm anh Dịch xong tự nhiên đoạn này lại bị nằm một đống vậy? Thì chúng ta đặt cả hai nghi vấn, một là bị anh Dịch đánh, hai là bị Phong đánh đó, bạn thấy không? Thấy không? Rồi, ai biểu đánh anh Dịch chi xong bị Phong đánh lại, thấy không? Đó, nè, mày hả mày? Dám quýnh anh tao. Đó. Té đấm luôn. Rồi đó là Sammy hoảng hốt. Càng xem mấy cái teaser lại càng thấy MV gọi là hút, cuốn hút hơn, các bạn hiểu không? Đó. Bởi cho nên là đừng quên hãy qua bên MV để xem thử MV nha các bạn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta đến với teaser số 3 nào. Ok, thì teaser số 3 thì được đăng ở bên kênh của anh Zero Official các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái teaser này, sau đó chúng ta sẽ reaction nha. Ok, vô.
À quên, từ từ, để mình mở tiếng to lên quên mất. Đấy. Bên đời năm xưa giờ chẳng còn ai ngồi trong, tìm niềm mênh mông để mãi bên bờ sông. Từng trong nhau yêu thương, nay em lại bước theo chồng. Để lại nơi này chỉ mấy mình tôi chờ mong. Yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên. Xây một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn. Con tim này đã hóa đá, chỉ còn lại chút ưu phi. Xin được đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn. Ôi, vừa vô là đã thấy gọi là hay rồi các bạn ơi. Nói đến gọi là rap thì trong team Hero Team không ai rap lại Andro đã cả. Bởi vì Andro là một người gọi là rap, rap khá là có skill, khá là đỉnh cao các bạn ạ. Đó, trong Hero Team là không có ai rap bằng anh Siro hết á. Đấy, ok. Vậy cho nên là có thể nói là đoạn teaser này có đoạn rap của Andro vừa vô hay là đã thấy hay rồi đấy. Ok, rồi chúng ta cùng nhau phân tích từng đoạn nha. Vô nè. Thì vừa mới vô thôi là mình đã để ý đến đoạn này rồi. Chắc chắn có nhiều bạn ở bên dưới comment sẽ comment rằng là tội nghiệp anh Kai quá, cái này cái nọ. Nhưng thật ra cái này chỉ là hôn giả thôi bạn ơi, bạn đừng lo nha, cái này chỉ là hôn giả thôi. Hôn giả có nghĩa là sao? Có nghĩa chẳng hạn như thế này đi. À, để mình kiếm coi. À, đây có con gấu bông nè. Đây, chẳng hạn đây là đóng vai là Simmy đi các bạn nha. Còn thôi Simmy chắc tí nữa Sam coi giết mình quá. À, đây chính là Sammy nha các bạn nha. Chẳng hạn như bé gấu bông này chính là Sammy đi. Đó, rồi. À, cái cảnh hôn là hôn giả là hôn như thế nào? Có nghĩa là như thế này nữa bạn. Có nghĩa là hôn như thế này, bình thường. Hôn thật là hôn như thế nào? Hôn thật này nè. Đó, như vậy là hôn thật, hiểu không? Còn hôn giả là sao? Có nghĩa là sẽ như thế này nè. Đó. Hôn xa xa. Đó, nó có một cái khoảng cách các bạn ạ. À. Đó. Nó xa xa vậy các bạn hiểu không? Đó. Và khi mà quay về cái hướng này mấy bạn sẽ tưởng là hôn thật. Đó, bạn nhìn tưởng là hôn thật đúng không? Nhưng thật ra là do mình hôn xa. Đó, cái này là hôn xa nha các bạn nha, chứ phải là hôn dính vô mặt đâu nha. Cho nên cái này chỉ là nghệ thuật biểu diễn các bạn hiểu không? Hôn giả đi. Bên đời năm xưa sao chẳng còn ai ngồi trong, kỷ niệm mênh mông để mãi bên bờ sông. Tình trong nhau yêu thương nay em. Ôi mấy bạn coi cái chỗ này các bạn để ý gì không? Hình như là có nước nên có nước ở trong cái con thuyền thì phải. Hình như là có nước ở trong cái thuyền thì phải các bạn ơi. Có khi nào thì nó chìm thuyền luôn không ta? Khi nào đang ngồi rap đang kiểu sung sung, yeah yeah come on, sao Tider thấy nó chìm luôn cái thuyền xuống không trời? Hôm nay em lại bước theo chồng, để lại nơi này chỉ mấy mình tôi chờ mong. Yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên. Xây một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn. Con tim này đã hóa đá, chỉ còn lại chút ưu phi. Xin được đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn. Yeah. Ôi trời bạn ơi, cái đoạn rô rap nghe hay thật sự trời. Rô rap cực kỳ hay luôn bạn ơi, trời ơi trời. Nhưng mà trong cái này mình thấy rằng là Rô để tóc nhìn hơi già nha. Nhìn hơi già nha, hình như tóc này kiểu vuốt lên giống như các tóc ở mấy tiệm cắt mấy... À, ok, từ, đang bỏ nha, lại 1, 2, 3 vô. Cái tóc này của Rô nhìn có vẻ hơi già dặn bạn ơi, nhìn giống chú Bảy các bạn. Nhìn giống chú Bảy, lần trước thì là đội tóc giả. Còn bây giờ thì là vuốt tóc lên y hệt như chú Bảy vậy. Ai ngồi trong kỷ niệm mênh mông để mãi bên bờ sông. Bên trong nhau yêu thương, nay em lại bước theo chồng. Để lại nơi này, chỉ mấy mình tôi chờ mong. Yêu một người như thế, xem người ta là ưu tiên. Xây một lần để biết, mình chỉ là sự lựa chọn. Con tim này đã hóa đá, chỉ còn lại chút ưu phi. Xin được đem đi hết tất cả, để con tim này phải héo mòn. Yeah. Thì nói thật là cái teaser số 3 này không có cái gì để reaction cả các bạn ạ. Tại sao? Bởi vì chỉ có phải nói rằng là khi chúng ta xem teaser thì chúng ta chỉ biết ngồi nghe thôi. Rô rap hay quá trên chỉ biết ngồi nghe thôi chứ không có gì để reaction cả. Còn các bạn thì sao? Mấy bạn thấy trong 3 cái teaser này, mấy bạn gọi là kết hợp 3 cái teaser lại với nhau, mấy bạn có cảm thấy rằng mấy bạn có nghĩ ra được kịch bản của cái MV này chưa? Còn nếu bạn nào chưa nghĩ ra được thì nhớ chiều nay lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 12 sẽ là ngày mà bọn mình ra MV, chính là chiều nay luôn nè các bạn. Chiều nay luôn nè, lúc 8 giờ nha. Mấy bạn hãy qua bên kênh của anh Khởi Vinh Official, mình sẽ để link ở bên dưới phần bình luận nha các bạn nha. Để bạn hãy cùng qua bên đó và xem MV Marvel tiền tỷ của Hero Team sẽ như thế nào. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe, like, share, ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Bye bye, yêu anh em phải đôi, tạm biệt.